Thì lúc bà sanh mình ra ỉa đá gì kia cũng vậy, giờ bà bệnh mình trả ơn lại. Đó, anh nói câu đó đúng á, tại Trả lời trả ơn. lúc nhỏ mình cũng cũng dìa đái thì mẹ cũng lau chùi vậy đó, Ừ, như nhưng mà bây giờ lớn mắng lẹ mà mẹ vậy mà mình lại lại bỏ rồi la mắng mẹ đúng không? như như em suy nghĩ lúc nhỏ Anh suy nghĩ là rất là tốt á. Hiếm mới có được những cái người con trai mà được như vậy đó, có hiếu với mẹ lắm. chứ phải vậy đấy, kia em gớm kìa đâu, chỉ nghĩ nghĩ lúc Ít người được như vậy lắm nha, có mấy người chính sinh cha mẹ mình nhưng mà họ còn gớm ghiếc, rồi bắt đầu có những cái clip trên mạng đó anh thấy không, họ cha mẹ rồi đi vệ sinh một chỗ xong rồi bực bội rồi la mắng người ta đó. Rất là cảm ơn anh Bích, tại vì cái này là giống như là cái trách nhiệm của người con phải làm rồi, nhưng mà hôm nay Thảo đến chia sẻ thì ở dưới đây cô bác vậy nó mấy ngàn người có mình con vậy đúng rồi, thì phải hiếm thời mà gian bây giờ thương. thôi gắng lên ha, cố gắng Dạ. ha. Đôi khi nhiều lúc anh có buồn cái chuyện mà anh với chị mà không có trách nhiệm mà để anh có buồn không? Không còn đâu, như anh chị cũng khổ, như bằng mướn đi ra mình nuôi cháu mình kiếm vậy chứ mình Úc mình lo cái gì cũng chưa có vợ mình đỡ hơn anh chị mình. Đúng rồi, mình không có gánh nặng vợ con thì mình cũng nhẹ hơn. Dạ. Chào cả nhà, hôm nay Thảo đi về huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đó cả nhà, ghé thăm cái trường hợp của hai mẹ con của một cái cô này nằm một chỗ. Tự nhiên hôm nay quay phim đấy là mấy cô chú hàng xóm tới đông lắm, tới ngồi coi chơi vậy đó, đây là toàn hàng xóm không à. Chấm Dạ, không à, có bà con gì không cô? cũng mà cô hôm nay ở đây hai mẹ con cũng khổ chứ rồi cảnh khổ rồi, thấy mấy chú cái này tới khổ cũng mừng lại đi chung vui coi, dạ nói là một năm nó mặn thì vài bữa mà mẹ con sống cái tầng là quê mượn người này người kia dạ. Đây là cái căn nhà của hai mẹ con, cái phần ở dưới này thì họ họ không có điều kiện, họ có cái nhà tôn vậy thôi à, kiểu nhà này là nhà nước cho đúng không anh, cho cái khung đúng không, nhà nước cho cái khung bê tông này, mà nếu mà mình có tiền thì mình cất lên xây lên, còn không có thì dừng tôn ở. À, tại Thảo hay quay ở dưới miền Tây này thì biết như vậy này, nhà nước đây là cái tuyến khu dân cư đúng không, khu dân cư của nhà nước. Rồi anh đi vô nhà đi, anh đi vô nhà đi để Thảo quay bên ngoài cái nhà để cho mọi người coi cái hình dung cái Nghe căn tôi nhà. cũng mừng cho nó khổ gần chết chú ơi. Cái này là nhà nước cho, là chỉ có là cho được cái khung vậy này, cái khung mà bằng bằng bê tông vậy này. Cái này là hồi đó nhà nước cho là bán cho là nhiêu tiền? 7 triệu. 7 triệu hả? Và mình Cái nền 10 triệu. Hả? Anh nói sao? Cái khung này không vậy đó là 7 triệu, cái nền 10 triệu. Là 17 triệu. Dạ. Anh trả hết chưa? Chưa dây dây lại cái còn dính giùm mắc nợ nhà nước cũng còn Còn nhiều không? còn cỡ 11-2 triệu. Vậy hả, chị cũng trảm mới có mấy Phải góp. triệu hả? Dạ. À. Phải góp. Chứ mấy mấy ổng thấy cũng khổ, mấy ổng phải góp À, cho là cái tôn á thì nó lượm hết trơn rồi nè, nhìn ánh sáng bên ngoài nó xuyên vô nè. ở trên gì xét không rồi, bởi vì em mới mua mũ căn mưa xuống là giọt Vậy á hả? nằm được. Mưa xuống là nó dột hết trơn. Dạ, bởi vì em mới cần mũ thẳng sao. Dạ. Cái Tại này vì là lên tiếng cư 5004 nay 18 năm rồi mục chân cho tránh nó xét cho anh dòm vô đó một cái. 18 năm rồi ha, tôn trên chắc rỉ sét hết rồi đúng Dạ, vậy xét cho rồi. không? Anh dẫn cho em coi cái nhà phía sau, coi cái nhà mình cái đi rồi chút xíu rồi mình trò chuyện thêm. Đây anh Bích dẫn cho Thảo thăm cái nhà này là một chân dạ cái đi nhiều khi bước bước lọt dọn. anh nói cái ván này là mình tự đóng hả? Dạ, cô bác như cây ta cho cái mình về mình đóng gác lại cũng Dạ. lâu rồi cũng một chân. Dạ, còn sau đó là cuộc đất của mình luôn hả? Sao mình tới đây của nhà nước ở sao mình có tới đây. À, sau đó là của nhà nước, sau cái cây dừa đó là của nhà nước hả? Cái dừa của mình nó như mình trồng cái nào nhà nước cần mình đưa lại, Dạ. nhưng mình trồng mình kiếm uống Rồi, nào nhà nước cần mình giao lại cho ta. nhà hai mẹ con có nhiêu đây thôi hả? Dạ Không có gì hết ha. dạ Rồi. Vậy thôi mình đi lên trên mình trò chuyện đi anh ơi. dạ Dạ. Thế Thảo về dẫn mọi người coi cái căn nhà của hai mẹ con của anh Bích.
À, đây là cô là mẹ của anh đó đúng không? Dạ. Dạ. Mà cô có cô nói chuyện được gì không anh Rick? Nói chuyện mà 10 tiếng nghe 1 tiếng 2 tiếng à? Éo dạ. Éo gì đó. Cô ngủ rồi đó hả? Dạ, bán gì đó. Cô ơi, con chào cô nha cô. Có còn tỉnh không vậy? Chú quen như lại giúp đỡ mình á. Chào coi, gạt đầu coi. Không có biết gì hết hả? Thì biết gì không? Về cơm nước là sao anh? Vì của em lo anh có không mỹ là tự ăn được không hay là phải đút? Đút. Vậy á. Là phải làm gì ấy bơ cho bà ra lấy tả mà. À, vậy là mẹ anh bị tai biến hả? Dạ. Bị bao lâu rồi anh? 6 năm. 6 năm rồi. Mà giờ là biết vậy thôi chứ không có nói chuyện được ha. Nói khi nghe khi không. Vậy hả? Giờ tôi quên. Ừ. Bây giờ nằm chỗ vậy đó. Dạ. Cho con hỏi thăm cô tên gì á cô? Không có nói chứ được hả? Nằm chỗ. Nhớ không? Dạ. Nếu hả? Có ngồi vậy được không? Cô có ngồi vậy được. Nhiều khi em đỡ lên, nhiều khi ngồi, nhiều khi bật ngày ngửa té, đập đầu đó hoài. Như vừa. Mẹ anh là có tất cả được mấy người con? Ba anh em. Ba anh em hả? Ừ. Lâu lâu gì anh chị cũng về cho 100-200 gì. Dạ, thì bây giờ có mình anh sống với mẹ đó. À, sống nuôi bán gì. Hai người anh trai hả? Người chị gái với người anh trai. Dạ, rồi lập gia đình đâu gần xa không? Với Thanh Bình với bà chị có chồng gần với Cao Lãnh chứ. À, một người là Thanh Bình với người gần Cao Lãnh là cùng Đồng Tháp mình hết. Dạ. Vì cũng khổ, cũng nuôi mấy đứa cháu rồi lâu lâu về cho vài trăm vậy. Vậy là bây giờ anh đi làm gì mà có tiền lo cho mẹ? Vì vài bữa ghé thức ăn ở trên Đồ Kinh đó, về cái làm 200-300 cái ngưng vài ngày cái nào có tiền thì mình chạy lên. Bắt giác hả? Ấy thức ăn cho cá lên cho cá cha. À, mình đi cho cá ăn á ha. Ấy thức ăn dục băng tải lên cho cá chắc vô kho ta. Khi nào có việc thì người ta kêu. Dạ bữa ta kêu. Dạ. Chứ bữa còn... ta kêu cái ngưng và bữa cái kêu mình lên làm. Ừ. Làm hết ghe cái gì gì đó. Chứ em hỏi thăm họ tên đầy đủ của anh là gì? Huỳnh Văn Bích. Huỳnh Văn Bích. Huỳnh Văn Bích. À. Bích năm nay bao nhiêu tuổi? Em 28. 28 tuổi. Ừ, 94. Ừ. Không có lập gia đình luôn ha. Không. Ừ. Thấy con cảnh gì có ai thường hay đâu. Vậy hả? Ừ, mẹ khó. Chứ cũng phải gắng kiếm ai rồi về phụ chăm mẹ cho nó đỡ. Có người con dâu ở nhà chăm rồi, còn anh đi làm thì kiếm thêm tiền. Đã khổ gì, có ai đâu rồi dám thương mình đâu. Gặp bả gì. Vậy mình ở đây là có hộ nghèo không anh? Không. Không có hộ nghèo hả? Có. Trong hoàn cảnh gia đình mình khó khăn gì mà không có được hộ nghèo nhỉ? Cũng không gặp. À. Có lần cặn nghèo rồi ấy là lâu quá như bà để mất tiêu á. Ừ. Cặn nghèo á. Cặn nghèo. Ờ, về tới giờ luôn. Ừ. Vậy là bảo hiểm của cô là cặn nghèo hả? Không, đâu có bảo hiểm gì đâu. Cũng mua bảo hiểm cho cô luôn hả? Có mà như qua đợt rồi không có tiền mua lợ. Trời. Thế anh nói đi làm ngày 200 ngàn mà không có tiền mua cho mẹ cái bảo hiểm. Ngày 200 ngàn mà tới bao ngày cái đó mua đồ ăn kia. Ngày hồi sáng ấy mua đồ ăn bán mấy chục ngàn rồi. Dạ. Đấy là nhịn không dám ăn nữa. Vậy hả? Dạ. Có 200 mấy gì 3-4 ngày thì tao mới kêu lên làm lần nữa. Rủ ngã thì đâu có sức đâu mà làm tiếp. Gì? Cơm. Cái đó. Thưởng. Ừ. Rồi mẹ là có phải mua thuốc của mẹ gì không? Có. Mua si côn. Bữa đâu. Mua thuốc ở tay. À mua thuốc tay. Dạ. Ừ. Cái đó là mua hay là lấy bảo hiểm xin? Mua. Có bảo hiểm mà xin thì nó đỡ tốn tiền. Dạ. Ừ. Bảo hiểm cũng có 800 mấy ngàn như mấy mà anh muốn. 800 mấy mà như qua đợt cũng mấy tháng nay rồi. Đâu mua khi đợt. Nào cũng mua được hết mà. Dạ. Lúc nào cũng có tiền là mua được thôi mà. Được rồi, vì có tiền cũng mua được, nhưng không có tiền thì đâu có tiền nó mua. Ừ. Thì rồi mấy tháng nay mua thuốc đỡ vậy. Ừ. Người nào có tiền mua anh nữa. Không có làm được cái công việc gì khác hả? Vì vòng đây người ta có xây nhà kia đó, mình làm gần đây cũng có làm.
À, có nghĩa là như của... kêu cái gì làm đấy. Làm gần gần để dạ. Còn chăm sóc mẹ nữa ha. À, còn người ta kêu đi xa nó bà em đi đâu được đâu. Ừ. Như ta kêu đi vô Tân Hưng rồi đi qua Tân Châu kia làm vậy đi đâu được đâu. Ừ. Vòng vòng cái ở qua Kinh Giống Ngọt hạ vô Cam Hai kia vòng vòng đây em chạy tới lui được. Không ai lo cho mẹ ha. Dạ, mình em. Cô là bao nhiêu tuổi rồi anh? 60. 60 tuổi. À. À, cô họ tên của cô là cái gì vậy? Huỳnh Thị Tuyết luôn. Huỳnh Thị Tuyết hả? Dạ. À, Huỳnh Thị Tuyết 60 tuổi. À. Hai cái người anh chị kia thì cũng có gia đình riêng rồi cũng dạ. Lâu lâu mới về thăm chứ. Dạ. Lâu lâu về thăm giữ cục khổ có cháu rồi cũng như mặn với lâu lâu thì về cũng cho vài trăm trăm. Cô ở đây là có mấy anh chị em mà mẹ mình á cả hả? Dạ có ba người. Ba người ở gần đây hết hả? Ông ở đâu ở trong kia còn ông ở dưới kia ông cầu á hả? Dạ. Dạ rồi gì có gì không? Dạ. Anh có gì không? Không mình đâu chị có mình bên bả có ba người. Dạ. Bên mẹ lớn có hai người em trai. Dạ rồi ba của anh đâu? Ổng mất lúc năm 2003 tới giờ. Dạ. Ừ. Năm 2003 tới giờ. Mười mấy năm rồi. Nhưng mà thấy anh Bích cũng có được lanh lợi như người ta ha. Hơi trầm hơn so với người bình thường đúng không? Dạ. Ừ. Bởi vì cũng gắng lo cho bà hay sao vậy? Dạ. Nhưng mà được cái là chân chất ở quê mình hiền. Dạ. Gắng lo cho mẹ. À, anh nói là mẹ bị tai biến giờ là 6 năm rồi hả? 6 năm rồi. Ừ. 6 năm là một tay anh chăm thôi đó. Dạ. Rồi bữa nào không được cái mình hỏi cô bác chứ chị cái bởi vì từ từ cái mắc nợ gì đó. Hỏi tiền. Ừ, hỏi tiền thuốc rồi ấy. À. Lúc đó bà bị rồi lúc đó mình đi hỏi người ta hết khúc rồi. Nhưng mà người ta vẫn cho. Dạ, lúc đó. À. Cho. À. Nhưng mà giờ trả hết chưa? Có tiền đâu trả. Giờ cứ giữ lại. Vậy giờ đi hỏi đâu có ai cho nữa. Cũng cho vài trăm cũng à, có. Thế nhưng là bà con ở đây thì hàng xóm dạ. Cũng thương cho ha. Dạ. Thấy hoàn cảnh của hai mẹ con vậy thì cũng thương. Dạ. Ừ. Vợ anh nó chị nó có vợ có chồng nào không con nhỏ này là bướng hả? Lâu cũng viền lần. Dạ. Viền lần cũng dạ. Cho vài trăm. Thì nghèo thì giống như là cái xã hội của mình thì ai cũng nghèo chứ có đâu có ai nếu mà lại giàu hết thì đâu cần giúp đỡ đúng không? Nhưng mà nghèo mà phải có trách nhiệm với mẹ với cha của mình chứ. Chứ cha mẹ đâu bỏ được. Đúng rồi, cứ đổ thừa cho nghèo rồi bỏ đi là bất hiếu thì cái đó thì lên đâu được. Dạ. Bỏ gì bỏ chứ cha mẹ đâu bỏ được. Dạ. Cho nên là đúng. Rất là thật, anh Bích rất là dễ thương á. Tại vì Thảo nghe anh kể cái câu chuyện của bản thân á, thấy lo cho mẹ thì thấy cũng thương. Cũng rất là có hiếu luôn á. Chứ ai cha không muốn có vợ đâu. Bán vậy rồi gì thì ai cho dám vô được. Má múc mà chăm mẹ xong rồi hết trách nhiệm mà kia mà mẹ mất rồi thì đi lập gia đình ha. Cái đó tính sao được chứ à, lo cho hạnh phúc cho mình ha. Chứ bây giờ thì cứ lo cho mẹ cho nó tròn vẹn cái chữ hiếu đúng không? Dạ. Ừ. Có khi nào mà nản quá không? Nên chăm có đâu, dễ gì. Dễ hả? Bà nó nản bỏ mẹ nó đi làm quá. Vậy mà bữa nào đi làm mà anh em rủ nhậu với nhậu có nhiều vất cho mẹ đói luôn không? Trời ơi. Vòng vòng đây lạ chơi với mấy ổng giải lát là gì. Ờ chơi lát tí về dạ. Mà lo cho mẹ ha. Dạ. Vậy đi mua đồ ăn về. Vậy cũng mừng. Hồi nãy Thảo có nghe anh kể là nói làm được có 200 ngàn mà 3-4 ngày mà đôi khi 200 mấy? 200 mấy hả? Mà đôi khi 3-4 ngày mới làm lại ngày. Thì nào ta có ghe về cái ta điện mình lên làm 20 ngày vậy đó. Rồi bà cứ lo cho mẹ thôi, đôi khi mình thì ăn cái gì cũng được phải không? Mình cũng trai hả? Đó, nghe anh kể vậy đó. Thì không biết cái câu chuyện đó là anh kể thôi, không biết như thế nào. Nhưng mà thấy mấy cô chú hàng xóm không nói cũng nói tồi, dễ thương. Như ví dụ vô đây mà hàng xóm nói thôi giúp cho cái thằng đó chi nó nhậu nhẹ không nhận hàng đó nghe vậy là hoài đó. Dạ sáng chuẩn bị đi mặn là mua đồ ăn gì cho mẹ nó ăn rồi nó mới đi mặn. Dạ tại hàng xóm mấy cô chú đó bởi vì giờ nói anh chị có sao nói vậy chứ chứ nó dốc làm gì vậy. Dạ
thôi gắng lo cho mẹ đi. Nó giúp cho thương người ta, thương người ta giúp mình đâu. Nhưng mà không, bây giờ nó giúp sao người khác nói gì? Ví dụ bây giờ anh Bích mà có nói giúp Thảo đi người khác gọi gì nói thằng Bích nó nói giúp. Bởi vì vòng vòng sớm rồi cũng điện rồi nói rồi, tự nhiên anh với chị đi giúp đó làm chi không? Đúng rồi, chính xác. Đó, cho nên là quan trọng nhất là mình thật thà. Thì nói chung nhìn vô thì thấy anh cũng thương mẹ dữ, chăm sóc cho mẹ. Cái mẹ bỏ đâu giờ? Rồi ai? Dạ. Con nào đâu mẹ nó không phải bỏ. Dạ. Vì gặp vài tháng chán. Rồi làm về là anh dọn dẹp nhà cửa, quét dọn lau chùi đó hả? Dạ. Đi vô mà láng cái chân luôn á. Dạ. Cái vòng vòng ở đâu gì dọn sạch sẽ. Dạ. Mẹ nằm về nhưng mà không có mùi luôn á, lau dọn rất là sạch sẽ. Dạ. Cho mẹ chạy tạ đúng không? Có em đi làm á. Đi làm thì mới để tao thấy nào ở nhà gì bà hứ là biết rồi, ai vô ấy cho bà. Ừ. Đấy là hứ là biết bãi cầu rồi kia đó ấy vậy. Nào em đi làm á em mới xả tả. Rồi gì mới mà sao trước đó trước nay anh Bính gọi mà tự nhiên giờ bây giờ gọi cho Thảo chi vậy? Tại cũng coi với anh kia với chị trên đây vậy nè, ta lạ cái em có biết đâu. À người ta giới thiệu hả? Dạ. Người ta nói là gọi cho cái người này đưa số em mới điện cho anh á. À. Em có biết đâu. Dạ. Thì tối ngày ở nhà gì hoài có biết đâu. À có nghĩa là người khác giới thiệu ha. Ừ, cũng coi cái kênh của anh cũng vậy mà suy nghĩ cho không người ta lại đây không biết sao. À không biết người ta giúp được. Không biết được. Mất công mình điện, mất công nói này kia. Cùng rất là thật luôn á. Cái này là có chai dầu của chị Hà bên mì gửi cho mẹ ha. Dạ. Anh Bích cầm đi rồi có gì để dành cho mẹ xài cái dầu nước xanh đó. Dạ. Khi nào mà cô xài dầu nước xanh chứ đúng không? Dạ. Khi nào mà mẹ nhức mỏi rồi vậy là đưa cho mẹ thoa hay là côn trùng đốt rồi vậy đó. Dạ. Rồi cơm nước chưa? Ăn cơm nước chưa? Chưa. Chưa nữa hả? Rồi chiều nấu hả? Dạ. À, hôm nay Thảo ghé thăm hai mẹ con đi thì có có bà Nguyễn Thị An ở bên Adelaide, Nam Úc á. Bà gửi tặng cho anh 2 triệu đồng để mà có tiền lo thêm cho mẹ. Dạ. Tại đây nó tối quá. Vậy hả? Để Thảo ra ngoài này quay cái tờ giấy cho nó rõ xíu đi. Đó. Đây là số tiền 2 triệu đồng của bà Nguyễn Thị An ở Adelaide, Nam Úc gửi tặng cho hai mẹ con của anh Bích. Đâu, anh tới đây đi, anh đi đâu rồi? Trải chiếu ngủ hả? Có đâu, dọn cho gọn chứ. Dạ. Rồi đây. Đó, anh coi phải 4 tờ không? Anh coi đi. Dạ. Đủ chưa? Chứ đủ đôi khi nói 2 triệu mới 1 triệu sao? Rồi anh cảm ơn bà Nguyễn Thị An đi. Cái gì đưa tiền đó. Con cảm ơn cô An giúp đỡ mẹ con của con. Rồi thôi anh để có thêm được chút ít ha. Dạ. Để mà mua thuốc cho mẹ hay là mua thêm thức ăn mà sinh hoạt. Dạ dạ. Thì hy vọng câu chuyện của hai mẹ con anh Bích mà sau khi Thảo chia sẻ thì nếu mà cô chú anh chị nhà hảo tâm nào mà có một đồng lòng có chút tình thương đến với hai mẹ con để cho anh Bích bớt vất vả chứ bây giờ là mọi việc là đều dựa vào cái việc làm của anh để mà anh lo cho mẹ đúng không? 3-4 ngày mới được 200 ngàn, 200 mấy hả? 2-3 ngày khi người ta đi ra cá rồi á, người ta bắt cá con lại rồi cũng lâu cũng tình lễ nữa. Tuần lễ mới được 200 ngàn. 200 mấy. Gạo thì người ta cho rồi phải không? Dạ. Gạo là người ta cho anh rồi đúng không? Hay là anh phải mua gạo? Nhiều khi người ta có từ thiện kia người ta cũng cho 10 kg, 5 kg đồ cũng có nữa. Gạo là đủ ăn rồi, chỉ có mua thức ăn thôi đúng không? Nhiều khi thiếu em cũng đi mua 5-10 kg kia đó. Nhiều khi ta có đạt người ta giúp đỡ rồi đó. Mình có ruộng anh hả? Mình có ruộng. Không. Có đâu. Đúng nghèo luôn á, không có ruộng là ở miền Tây vẫn có ruộng là nghèo. Dạ. Toàn đi làm thuê làm mướn rồi. Ở cái nhà mà nghe nói anh nói là còn thiếu 11 triệu hả? Thiếu nhiêu? 11 triệu. Thiếu còn, triệu. Còn thiếu 11 triệu. À. Mà thiếu vậy tới giờ đâu có điều kiện đâu trả. Bây giờ mấy ổng ấy như trả lần như lâu lâu năm hay gì đó có 500 hay gì đó trả lại hả? Dạ. Chứ còn giờ
tiền còn không có, làm sao mà có điều kiện mà sửa sang lại cái nhà. Từ đầu tính đến nay giờ chứ em có biết sao giờ mẹ còn sống, giờ ráng lo cho bà đi chứ làm con mà. Chứ lúc bà sanh mình ra ỉa đái kia cũng vậy, giờ bà bệnh mình trả ơn lại. Đó, anh nói câu đó đúng á, tại lúc nhỏ mình cũng ỉa đái thì mẹ cũng lau chùi vậy đó. Nhưng mà bây giờ lớn mắng lẹ mà mẹ vậy mà mình lại bỏ rồi la mắng mẹ đúng không? Như em suy nghĩ lúc nhỏ. Anh suy nghĩ là rất là tốt á. Hiếm mới có được những cái người con trai mà được như vậy đó. Có hiếu với mẹ lắm. Chứ phải vậy đấy, em gớm kìa đâu. Chỉ nghĩ lúc ít người được như vậy lắm nha, có mấy người chính xin cha mẹ mình nhưng mà họ còn gớm ghiếc rồi bắt đầu có những cái clip trên mạng đó anh thấy không, họ cha mẹ rồi đi vệ sinh một chỗ xong rồi bực bội rồi la mắng người ta đó. Rất là cảm ơn anh Bích, tại vì cái này là giống như là cái trách nhiệm của người con phải làm rồi. Nhưng mà hôm nay Thảo đến chia sẻ thì ở dưới đây cô bác vậy nó mấy ngàn người có mình con vậy. Đúng rồi, hiếm bây giờ thương. Thôi gắng lên ha, cố gắng ha. Đôi khi nhiều lúc anh có buồn cái chuyện mà anh với chị mà cũng có trách nhiệm mà để anh có buồn không? Không buồn đâu. Như anh chị cũng khổ, như bằng mướn đi ra mình nuôi cháu mình kiếm vậy chứ mình út mình lo cái gì cũng chưa có vợ, mình đỡ hơn anh chị mình. Đúng rồi, mình không có gánh nặng vợ con thì mình cũng nhẹ hơn. Mình cũng mừng thôi, cố gắng lo cho mẹ cho tròn vẹn cái chữ hiếu ha. Rồi cho thôi, thà chào anh Bích ha. Rồi con chào cô luôn nha cô. Cô nằm chắc cô không biết nào. Thôi được rồi anh, để cho mẹ nằm. Chào anh cái. Rồi thôi được rồi, để cho mẹ nằm đi. Cắt tiền cho cẩn thận anh ha. Để mà mua đồ ăn đồ mà. Ở cái 2 triệu này hai mẹ con sống cả tháng trời chứ đâu ít đâu. Trên